Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Mì trứng xào rau củ, một món chay rất ngon. Món này có thể dùng ăn sáng hay ăn trưa đều thích hợp. Tuy là món chay nhưng đầy đủ dinh dưỡng và rất bắt mắt. Nào, chúng ta cùng vào bếp làm nhé. Mình chuẩn bị 8 giác mì trứng, 5 lát sườn non chay, hành bo rô và rau củ quả tùy thích 500g, muối, hạt nêm chay, tiêu, đường, dầu mè đen, nước tương. Sườn mình đã ngâm mềm, vắt ráo và cắt miếng vừa ăn. Nêm vào xíu hạt nêm chay và xíu tiêu, trộn đều, ướp 15 phút. Dùng tô nước, pha vào muỗng cà phê muối, cắt bông cải cho vào. Bông cải thường hay có sâu và thuốc bảo quản, nên ngoài việc rửa, các bạn nên ngâm qua nước muối pha loãng. Ngâm khoảng 10 phút rồi xả sạch và để ráo. Rau củ quả mình rửa sạch, bắp cải mình cắt miếng vuông. Ớt chuông cắt sợi. Nhớ bỏ hạt các bạn nha. Cà rốt thái lát mỏng. Những rau củ quả đậm màu này nhiều vitamin, tốt cho sức khỏe lắm đó các bạn. Cà chua mình cắt múi cau. Đầu hành ba rô mình cắt nhỏ. Nếu mọi người ăn thuần chay thì nên dùng hành ba rô nhé. Lá ba rô mình cắt nhỏ để nêm. Mình sẽ làm sẵn sốt xào: một muỗng cà phê hạt nêm chay, xíu muối, một muỗng cà phê đường, xíu tiêu, một muỗng canh nước tương, một muỗng canh nước lọc, rồi mình hòa tan hỗn hợp. Đầu tiên, các bạn bắc lên bếp một nồi nước. Nước sôi cho vào một muỗng cà phê muối. Cho bông cải vào trước. Rồi đến cà rốt. Để sôi một phút, rồi mình vớt ra tô nước đá. Nước đá sẽ làm cho rau ngưng chín, giữ được độ giòn và màu sắc đẹp. Chỉ vớt bông cải ra thôi, còn lại cà rốt, mình cho tiếp bắp cải và ớt chuông vào. Chờ nước sôi lại, mình vớt tất cả ra. Các bạn chỉ cần ngâm nước đá 5 phút, sau đó vớt ra và để ráo. Dùng luôn nồi nước mới trụng rau, mình thả mì vào. Nấu sôi cho mì tơi ra. Mì sôi 1 phút là đủ chín rồi đó các bạn. Tắt bếp và vớt mì ra, đem ra vòi nước xả sạch. Xóc đều để mì ráo nước. Bây giờ bắt chảo lên bếp, cho vào 2 muỗng canh dầu. Sườn mình ướp nãy giờ đã thấm rồi, cho vào chiên. Chiên sườn ở lửa trung bình đến khi vàng. Sườn chay rất nhanh chín, các bạn có thể chiên vàng vừa tới. Còn nếu thích giòn thì có thể chiên kỹ hơn. Mà nếu các bạn không có sườn chay, mình có thể thay bằng đậu hũ, cũng rất là ngon. Sườn vàng đều hai mặt rồi, gấp ra giấy thấm dầu. Dùng luôn cái chảo cũ, cho thêm vào một muỗng canh dầu, cho hành bo rô vào phi thơm. Đảo hành thơm rồi, bây giờ mình cho rau củ quả vào. Để lửa lớn, đảo nhanh tay. Các bạn cho một nửa chén nước sốt xào vào. Đảo đều, rồi cho mì vào. Rưới hết sốt còn lại vào. Vẫn để lửa lớn, đảo đều các bạn nhé. Cho tiếp cà chua vào. Mình xào đều khoảng 3 phút là được. Nhìn chảo mì, màu sắc rất là hấp dẫn đúng không các bạn? Vậy là xong rồi, cho lá hành ba rô và xịt vào xíu dầu mè đen. Trộn đều dầu mè và tắt bếp. Cho ra bàn và cùng thưởng thức thôi. Món này dùng buổi sáng hay buổi trưa đều rất là thích hợp. Rau củ quả thì đủ vitamin, thêm mì và sườn chay rất là ngon. Món xào đặc chuẩn là rau củ quả mềm nhưng không bị nhão. Sườn chay và mì thấm đều gia vị, rất là vừa miệng. Vậy là mình đã chia sẻ xong món mì trứng xào rau củ. Các bạn hãy làm thử cho ngày chay sắp tới nha. Mến chào và hẹn gặp lại.